Trên mặt trận phía bắc dải Gaza, lực lượng phòng vệ Israel đã hứng thêm tổn thất lớn khi một sĩ quan cấp tư lệnh lữ đoàn tử trận trong một hoạt động quân sự. Sĩ quan cấp cao IDF tử trận tại dải Gaza hôm qua là đại tá Esad Daksa, tư lệnh lữ đoàn thiết giáp số 401. Đây là sĩ quan cấp cao nhất của IDF thiệt mạng tại dải Gaza kể từ đầu chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào vùng đất này tháng 10 năm 2023. Theo kết quả điều tra ban đầu của IDF, tư lệnh Esad Daksa thiệt mạng trong vụ tấn công bằng thuốc nổ trôn dưới lòng đường nhằm vào đội hình xe tăng Israel đang hành tiến bên trong trại tị nạn Jabalia ở phía bắc dải Gaza chiều qua. Tại thời điểm vụ tấn công xảy ra, đại tá Daksa và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 52 đang đi bộ bên cạnh một chiếc xe tăng. Tư lệnh lữ đoàn thiết giáp số 401 tử vong ngay tại chỗ, trong khi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 52 bị thương nặng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Tổng thống Isaac Herzog, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cùng nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ và quân đội Israel đã lên tiếng bày tỏ tiếc thương về cái chết của tư lệnh lữ đoàn thiết giáp số 401. IDF công bố tổn thất mới tại dải Gaza trong bối cảnh lực lượng này đang bị lên án và chỉ trích gay gắt vì tiến hành cuộc không kích đẫm máu vào trại tị nạn Beilahia cũng ở phía bắc dải Gaza đêm 19 tháng 10, khiến hơn 70 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, hầu hết thương vong là dân thường. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, truyền thông Israel tối qua dẫn lời một quan chức giấu tên nước này nói rằng Tel Aviv có kế hoạch sử dụng thi thể của ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh phong trào Hamas vừa bị hạ sát hôm 16 tháng 10 vừa qua, để đổi lấy các con tin mà nhóm vũ trang Palestine đang nắm giữ. Tuy nhiên, quân đội cũng như chính giới Israel chưa xác thực thông tin này. Với việc Israel triển khai ngày càng nhiều các cuộc tấn công nhắm vào giải đất đang bị phong tỏa của Palestine, ngày 20 tháng 11, Palestine đã đề nghị Liên đoàn Ả Rập tổ chức họp khẩn cấp ở cấp đại diện thường trực về tình hình ở dải Gaza. Hãng thông tấn chính thức Wafa của Palestine dẫn lời đại diện thường trực của Palestine tại Liên đoàn Ả Rập, Mohanad Al-Alouk cho biết đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh tình hình xung đột ngày càng leo thang ở Gaza, trong khi người dân Palestine không có khả năng tự vệ. Lưu ý đến những hành động của quân đội Israel đã gây ra sự cưỡng bức phải rời đi, phá hủy và nạn đói, đặc biệt là ở phía bắc Gaza. Ông Al-Alouk kêu gọi Liên đoàn Ả Rập và các quốc gia thành viên đảm nhận trách nhiệm chấm dứt những hành động chưa từng có này, gây ra mối đe dọa đến an ninh của các quốc gia Ả Rập nói chung. Trong khi đó, quân đội Israel đã tiếp tục chiến dịch trên bộ tại trại Jabalia, trại tị nạn lớn nhất của người Palestine ở Gaza, trong ngày thứ 16 liên tiếp, với tuyên bố rằng hoạt động này nhằm ngăn chặn các chiến binh Hamas tập hợp lại để tiến hành những cuộc tấn công tiếp theo. Theo các nguồn tin Palestine, trong chiến dịch này, lực lượng Israel đã sát hại hàng trăm người Palestine, phá hủy hàng chục ngôi nhà và cơ sở hạ tầng, đồng thời buộc nhiều gia đình phải rời bỏ nơi cư trú của mình. Cùng ngày 20 tháng 10, Ủy ban Trung ương Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine Fatah đã tổ chức cuộc họp tại Ramallah ở trung tâm bờ Tây. Theo thông báo được ủy ban này đưa ra, một số vấn đề chính đã được thảo luận, trong đó có đề cập tới những hành động của Israel ở Gaza. Tuyên bố tái khẳng định những nỗ lực không ngừng nghỉ của giới lãnh đạo Palestine nhằm đảm bảo sự ủng hộ quốc tế từ Liên Hợp Quốc đối với toàn bộ nhà nước Palestine. Sau ít ngày tiến hành tấn công cầm chừng, phong trào Hezbollah ở Liban đang đẩy mạnh các cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào Israel, phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chiến đấu chống lại lực lượng chiếm đóng. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong ngày 20 tháng 10, nhóm vũ trang Liban phóng hơn 200 quả tên lửa tấn công khu vực phía bắc Israel, là ngày Hezbollah tập kích tên lửa dữ dội nhất vào Israel trong hơn một tuần qua. Đợt bắn phá ác liệt nhất diễn ra hồi trưa qua với khoảng 70 quả tên lửa tấn công khu vực Tây và Thượng Galilee. Trước và sau đợt tập kích này, Hezbollah tiến hành nhiều cuộc bắn phá quy mô nhỏ hơn vào khu vực Galilee, thung lũng Jaren, thành phố cảng Haifa và một số khu vực khác ở phía bắc Israel. Các cuộc tấn công của Hezbollah không gây thương vong, song làm bùng phát một số đám cháy lớn cùng một số thiệt hại khá nghiêm trọng. Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa phóng loạt vào một căn cứ của quân đội Israel ở phía đông thành phố Safit. Hezbollah khẳng định cuộc tấn công nhằm bảo vệ Liban, đồng thời đáp trả các cuộc đánh phá của IDF nhằm vào các ngôi nhà và làng mạc của người Liban. Ở chiều ngược lại, không quân Israel mở nhiều đợt oanh tạc dữ dội vào các mục tiêu Hezbollah ở cả khu vực thung lũng Beka, ngoại ô thủ đô Beirut và phía nam Liban. Theo truyền thông Israel, quân đội nước này đã yêu cầu cư dân tại ít nhất 22 khu vực ở Liban phải di rời để tránh bị tổn hại bởi các cuộc không kích. Trong khi đó, một nguồn tin Liban đêm qua cho biết, máy bay chiến đấu Israel đã tập kích một vị trí gần sân bay quốc tế Beirut, cảng hàng không duy nhất còn hoạt động tại Liban, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sân bay Beirut phải đóng cửa, đồng nghĩa với hoạt động hàng không tại Liban lâm vào tình trạng tê liệt hoàn toàn.
Ngày 21 tháng 10, đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein cho biết nước này đang làm việc với cả Israel và Liban nhằm tìm kiếm một công thức giúp chấm dứt xung đột. Đặc phái viên Hochstein đang có chuyến thăm Liban lần thứ hai trong vòng 2 tháng qua. Tại thủ đô Beirut lần này, ông đã hội đàm với các quan chức Liban trong nỗ lực hòa giải mới của Mỹ nhằm mang lại hòa bình cho Trung Đông sau khi thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào tuần trước. Phát biểu tại một cuộc họp báo, đặc phái viên Hochstein cho biết cả Liban và Israel đều cho rằng chỉ nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc là không đủ. Hiện, Mỹ đang làm việc với chính phủ của cả hai nước nhằm tìm kiếm một công thức chấm dứt cuộc xung đột này một lần và mãi mãi. Đặc phái viên Mỹ nói thêm rằng, ông cũng đã có một cuộc họp mang tính xây dựng với Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Berri, người đã tham gia vào các nỗ lực ngoại giao để tìm giải pháp hòa bình. Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vốn giúp chấm dứt vòng xung đột cuối cùng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban vào năm 2006, kêu gọi quân đội Liban và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là lực lượng duy nhất được triển khai tới miền Nam Liban. Cùng ngày phát biểu tại Beirut, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abu Ghaib cho biết ưu tiên của liên đoàn này hiện nay là việc đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Liban. Đồng thời, ông kêu gọi Israel nhanh chóng rút khỏi bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Liban mà nước này đã chiếm đóng hoặc đưa quân tới. Về phía Israel, truyền thông Mỹ đưa tin Israel vừa nêu một số điều kiện về chấm dứt chiến tranh tại Liban, trong đó có yêu sách không quân Israel được quyền tự do hoạt động trong không phận quốc gia láng giềng. Bá Thi, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Theo hãng tin Axios, trong tuần trước, giới chức Israel đã trao cho giới chức Mỹ một tài liệu về các điều kiện cho một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến tại Liban. Trong tài liệu, Israel yêu cầu lực lượng phòng vệ nước này IDF được quyền tiến hành các hoạt động tăng cường nhằm đảm bảo phong trào Hezbollah không thể tái vũ trang và thiết lập các cơ sở quân sự gần biên giới Israel. Đặc biệt, Israel yêu cầu không quân nước này được quyền tự do hoạt động trong không phận Liban. Axios dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng chắc chắn Liban và cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận các điều kiện của Israel. Thông tin về việc Israel đưa ra điều kiện khó chấp nhận để chấm dứt chiến sự tại Liban xuất hiện ngay trước khi đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Amos Hochstein đến Liban để thảo luận với giới chức quốc gia Ả Rập về biện pháp chấm dứt chiến sự. Theo truyền thông Israel và khu vực, đặc phái viên Mỹ đã có cuộc gặp tại nhà riêng Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Berri ở thủ đô Beirut trước khi có cuộc thảo luận với Thủ tướng Liban Najib Mikati. Kết quả các cuộc thảo luận chưa được công bố. Sau gần một năm giao tranh qua biên giới với lực lượng Hezbollah, sáng sớm ngày 23 tháng 9 vừa qua, không quân Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn vào Liban, đánh phá hàng trăm mục tiêu Hezbollah ở cả phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Đến đêm 30 tháng 9, bộ binh Israel bắt đầu tiến đánh phía nam Liban. Một số báo cáo cho biết, các cuộc tấn công của Israel vào Liban trong 4 tuần qua đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường, và buộc hơn 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi đánh nạn. IDF cũng bị cáo buộc nhiều lần tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNIFIL và các đơn vị quân đội Liban ở phía nam Liban. Trong khi các hoạt động ngoại giao được giáo diết tiến hành, tối 20 tháng 10, máy bay chiến đấu của Israel đã dội bom xuống các chi nhánh của Akad al-Hassan, tổ chức tài chính có liên quan tới lực lượng Hezbollah ở Liban. Theo kênh truyền hình địa phương Al-Jadid, chi nhánh của Akad al-Hassan ở Chiya, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut đã bị tấn công và hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trước đó, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari thông báo quân đội nước này chuẩn bị tấn công nhiều địa điểm ở Liban, trong đó có thủ đô Beirut, mà cụ thể là các tòa nhà có liên quan đến Akad al-Hassan. Quân đội Israel đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các tòa nhà này, đảm bảo cách xa mục tiêu tấn công ít nhất 500 mét. Từ ngày 29 đến nay, quân đội Israel đã liên tục tiến hành các cuộc không kích tại Liban, đặc biệt tại khu vực ngoại ô phía nam Beirut, căn cứ địa của Hezbollah. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Liban công bố ngày 20 tháng 10, các cuộc không kích của Israel tại Liban kể từ khi xung đột giữa Israel và Hezbollah nổ ra đến nay đã cướp đi sinh mạng của 2.464 người và làm 11.530 người khác bị thương. Liên quan tới Iran, Nội các An ninh Israel vừa tiến hành một cuộc họp đặc biệt kéo dài nhiều giờ để bàn biện pháp đáp trả cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của Iran vào nước này hồi đầu tháng. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về đòn tấn công đáp trả vẫn chưa được đưa ra. Bá Thi, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Theo truyền thông Israel, cuộc họp nội các an ninh đêm qua kéo dài tới 6 tiếng, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến cuộc chiến đa mặt trận mà nước này đang tiến hành, trọng tâm là biện pháp đáp trả cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel tối mùng 1 tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, trái với dự báo của nhiều nhà phân tích, các thành viên chính phủ Israel đã không trao cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant quyền quyết định thời gian tiến hành các cuộc tấn công trả đũa Iran. Theo báo chí Israel,
các thành viên nội các đã bày tỏ sự thất vọng trước việc lãnh đạo chính phủ phản ứng yếu ớt với vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà họ tin rằng do Iran tiến hành nhằm vào nhà riêng Thủ tướng Netanyahu hôm 19 tháng 10 vừa qua. Do đó, các bộ trưởng quyết định chưa bật đèn xanh cho Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng được quyền quyết định thời gian trả đũa Iran. Trước đó, một số nguồn tin Israel hôm qua cho biết biện pháp trả đũa Iran đã được thống nhất, chỉ còn chờ thời điểm tiến hành. Tuy nhiên, các nguồn tin không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về mục tiêu Iran sẽ bị tấn công. Về phần mình, giới chức Iran thông báo đã gửi thư lên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA khiếu nại về việc Israel đe dọa tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Trong một tuyên bố trên truyền hình sáng nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei nêu rõ việc đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân là chống lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc và phải bị lên án. Tối 20 tháng 10, máy bay chiến đấu của Israel đã dội bom xuống các chi nhánh của Al-Qaq al-Hassan, tổ chức tài chính có liên quan với lực lượng Hezbollah ở Liban. Theo kênh truyền hình địa phương Al-Jadid, chi nhánh của Al-Qaq al-Hassan ở Chihia, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, đã bị tấn công và hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trước đó, người phát ngôn quân đội Israel thông báo quân đội nước này chuẩn bị tấn công nhiều địa điểm ở Liban, trong đó có thủ đô Beirut, mà cụ thể là các tòa nhà có liên quan đến Al-Qaq al-Hassan. Quân đội Israel đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các tòa nhà này, đảm bảo cách xa các mục tiêu tấn công ít nhất 500 mét. Đêm qua, những vụ nổ lớn và hỏa hoạn cũng đã xảy ra gần sân bay quốc tế Beirut của Liban, khiến toàn bộ khu vực thủ đô chìm trong làn khói xám dày đặc. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về nguyên nhân gây ra vụ nổ cũng như thông tin chi tiết về thương vong. Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết ít nhất 10 vụ nổ đã xảy ra. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết hôm qua nhóm vũ trang Liban phóng hơn 200 quả tên lửa tấn công khu vực phía bắc Israel, là ngày Hezbollah tập kích tên lửa dữ dội nhất vào Israel trong hơn một tuần qua. Trong khi đó, Palestine đã đề nghị Liên đoàn Ả Rập tổ chức họp khẩn ở cấp đại diện thường trực về tình hình ở dải Gaza vào thời điểm Israel triển khai ngày càng nhiều các cuộc tấn công nhằm vào giải đất đang bị phong tỏa của Palestine, trong khi người dân Palestine không có khả năng tự vệ và rơi vào nạn đói nghiêm trọng. Sau khi Hezbollah phóng thiết bị bay không người lái vào dinh thự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trong hai ngày cuối tuần, Israel đã tấn công các cơ sở vũ khí của Hezbollah ở miền nam Liban, tấn công một trụ sở chỉ huy ở thủ đô Beirut và tấn công cả dải Gaza. Theo hãng tin Reuters, tại các vùng ngoại ô phía nam Beirut, Israel đã thực hiện các cuộc không kích dữ dội vào một số địa điểm, khiến khói đen dày đặc bao trùm thành phố suốt cả ngày. Các cuộc không kích nhằm vào một số cơ sở lưu trữ vũ khí của Hezbollah và một trung tâm chỉ huy tình báo của Hezbollah. Theo mô tả của quân đội Israel, các cơ sở trên của Hezbollah đều nằm dưới một đường hầm. Quân đội Israel cũng tìm thấy hàng chục vũ khí và thiết bị thuộc về Hezbollah ngay tại đường hầm này. Quân đội Israel cho biết thêm, họ phát hiện ra hơn 50 đường hầm và 3 đường hầm lớn khác đã bị các công binh thuộc sư đoàn 91 ở miền nam Liban cho nổ tung. Quân đội Israel đã sử dụng hơn 100 tấn thuốc nổ để phá hủy 4 đường hầm nêu trên. Theo truyền thông nhà nước Liban, trong đêm 19 tháng 10, Israel đã không kích hàng chục địa điểm ở miền nam Liban. Thành phố Nabatieh bị tấn công 7 lần, trong đó có một tòa nhà dân cư. Hơn 50 thị trấn và làng mạc bị không kích, bao gồm các làng biên giới Kfar Shuba, Bin Shbay và Kiam. Tại làng Maiz al-Jaban, quân đội Israel đã cho nổ tung một khu phố bằng mìn. Cơ quan y tế Liban cho biết một cuộc không kích cũng đã giết chết ít nhất 4 người ở thung lũng Beka. Một trong số họ là thị trưởng của một thị trấn gần đó, là thị trưởng thứ hai bị Israel giết chết trong tuần này. Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 10, quân đội Israel cho biết trong vụ không kích nhắm vào một trung tâm chỉ huy và một kho vũ khí ngầm của lực lượng Hezbollah ở thủ đô Beirut, Israel đã tiêu diệt được 3 quan chức Hezbollah, trong đó có một người chịu trách nhiệm phát triển vũ khí chiến lược. Tuy nhiên, quân đội Israel không nói rõ liệu 3 người thiệt mạng trong riêng vụ tấn công trung tâm chỉ huy của Hezbollah ở Beirut hay trong các trận không kích riêng biệt. Hezbollah đã không bình luận ngay về vụ này. Về phía Liban, truyền thông nhà nước đưa tin, Israel đã tiến hành 2 cuộc không kích trong sáng 20 tháng 10 tại Haret Herek và Hadad, đều nằm trong cứ điểm Dahieh của lực lượng Hezbollah ở phía nam thủ đô Beirut. Theo số liệu của Bộ Y tế Liban, cuộc xung đột leo thang từ cuối tháng trước giữa Israel và phong trào Hezbollah đã khiến ít nhất 1.454 người Liban thiệt mạng. Trong khi đó, còi báo động đã vang lên khắp thành phố Haifa ở miền bắc Israel và khu vực xung quanh vào Chủ nhật 20 tháng 10 khi phát hiện rocket bắn từ Liban. Quân đội Israel cho biết, riêng hôm thứ Bảy, Hezbollah đã phóng khoảng 200 quả rocket. Sang Chủ nhật, chỉ một lúc sau 11 giờ sáng, khoảng 70 quả rocket đã được bắn từ Liban. Một số đã bị chặn, trong khi những quả khác được xác định đã rơi trong khu vực mục tiêu. Tại Gaza ngày 19 tháng 10, máy bay Israel đã thả tờ rơi xuống miền nam dải đất này. Trong đó, in hình ảnh của ông Sinwar và thông điệp, Hamas sẽ không còn cai trị Gaza nữa.
Sau đó, Israel đã không kích vào một tòa nhà nhiều tầng ở thị trấn Beit Lahia ở miền bắc Gaza, khiến ít nhất 73 người chết và hàng chục người bị thương. Con số người bị thương và người chết do cơ quan y tế ở giải Gaza cung cấp. Giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Israel nổ ra kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas bắt đầu ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái. Song song với tấn công vào Gaza, gần 3 tuần trước, Israel đã phát động cuộc tấn công trên bộ ở Liban với lý do ổn định khu vực biên giới cho các công dân miền Bắc nước này trở về nhà sau một năm di tản. Đêm 10 tháng 10, trung tâm Beirut trúng đòn không kích khiến 22 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở thủ đô Liban trong một năm qua. Bộ Y tế Liban thống kê có ít nhất 1.454 người tại Liban đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Tuy nhiên, con số nạn nhân trên thực tế được đánh giá là cao hơn nhiều. Liên quan tới phó thủ lĩnh của phong trào Hezbollah, ông Naim Qassem, dẫn một nguồn tin Iran giấu tên, hãng Arab News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết, ông Qassem đã rời thủ đô Beirut vào ngày 5 tháng 10 trên chiếc máy bay mà Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi từng sử dụng để thăm cấp nhà nước tới Liban và Syria. Nguồn tin cho biết, ông Qassem đã được giới lãnh đạo cấp cao của Iran lệnh tới Tehran vì lo ngại bị Israel ám sát. Ông đã tới Tehran trên một chiếc máy bay của Iran cách đây 2 tuần. Ông Qassem là một trong những ứng viên sáng giá có thể kế nhiệm cố thủ lĩnh Nasrallah của Hezbollah. Thông tin về hành tung của ông xuất hiện giữa bối cảnh Israel đang tăng cường tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Liban, trong đó có mục tiêu hạ sát loạt chỉ huy cấp cao của phong trào này. Các bộ trưởng quốc phòng nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 hôm qua khẳng định sự ủng hộ không thể lay chuyển đối với nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng G7. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp tại thành phố miền Nam Napoli, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto cho rằng G7 không thể tự mình giải quyết căng thẳng toàn cầu, mà cần phải thúc đẩy hành động trên toàn cộng đồng quốc tế. Một trong những điểm chính của cuộc họp là sự ủng hộ vững chắc đối với Ukraine. Chúng tôi cũng cam kết duy trì khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế và phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, G7 ủng hộ con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào châu Âu, Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên NATO. Tuyên bố chung của G7 cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và trả tự do cho các con tin Israel vẫn bị lực lượng Hamas bắt giữ. Nhấn mạnh các cuộc tấn công và trả thù có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng không thể kiểm soát ở Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông muốn Israel giảm bớt cường độ các cuộc không kích vào Beirut và khẳng định Israel đã nói với Mỹ rằng họ không có ý định nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liban. Giới chức Israel hôm qua đồng loạt lên tiếng cáo buộc Iran đứng đằng sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu và dọa sẽ tiến hành biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Trong khi đó, phía Iran cũng cáo buộc quốc gia đối địch đang đổ thêm dầu vào lửa tại khu vực Trung Đông. Trong tuyên bố chính thức đưa ra ít giờ sau cuộc tập kích máy bay không người lái của lực lượng Hezbollah vào tư dinh ở thành phố biển Kesaria, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc tình báo Iran tiến hành cuộc tấn công nhằm âm mưu hạ sát ông và vợ. Ông Netanyahu khẳng định đây là một sai lầm lớn của Iran và quốc gia Hồi giáo sẽ phải trả giá đắt vì sai lầm này. Iran đã phạm một sai lầm lớn đêm nay và họ sẽ phải trả giá. Chế độ ở Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa kẻ thù của chúng tôi. Họ sẽ hiểu, chúng tôi sẽ tuân thủ quy tắc mà chúng tôi đã xác định. Bất kỳ ai tấn công chúng tôi sẽ tấn công họ. Chính phủ cũng như quân đội Iran chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về những cáo buộc của giới chức Israel. Tuy nhiên, trong một phát ngôn liên quan Israel, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tel Aviv là mối đe dọa lớn nhất của thế giới. Tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Istanbul chiều qua, Ngoại trưởng Iran cáo buộc Israel đang âm mưu đẩy cao căng thẳng tại Trung Đông, nhấn mạnh rằng quốc gia đối địch là bên duy nhất trong khu vực đang tìm kiếm chiến tranh. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra thông báo chính thức xác nhận việc nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu ở khu vực thành phố biển Caesarea bị tấn công bằng UAV hồi sáng nay. Tại thời điểm bị tấn công, cả ông Netanyahu và vợ là bà Sarah đều không có mặt ở nhà. Vụ tấn công không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại đáng kể nào.
Trước đó, cả quân đội và truyền thông Israel cùng khẳng định chiếc UAV tấn công tư dinh của Thủ tướng Netanyahu xuất phát từ lãnh thổ Liban. Đây được coi là lần đầu tiên UAV của Hezbollah tấn công nhà riêng của một lãnh đạo cấp cao Israel kể từ khi xung đột bùng phát giữa quân đội Israel và Hezbollah cách đây hơn một năm. Đáng nói hơn, đây là lần thứ ba liên tiếp trong vòng 2 tuần qua, UAV vũ trang của Hezbollah xuyên thủng lưới phòng không Israel và tấn công vào mục tiêu nhạy cảm nằm sâu trong lãnh thổ Israel. Vụ việc đang được cơ quan chức năng Israel điều tra làm rõ. Thông báo chiều nay của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, Hezbollah đã phóng khoảng 55 quả tên lửa tấn công khu vực Thượng Tây và trung tâm Galilee ở phía bắc Israel hồi trưa nay. Cuộc tấn công khiến ít nhất 2 người bị thương, dù phần lớn số tên lửa bị lưới phòng không Israel đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống. Đây được coi là cuộc tấn công tên lửa dữ dội nhất của Hezbollah vào Israel trong nhiều ngày qua. Trước đó, nhóm vũ trang Liban chủ yếu tiến hành các đợt tập kích nhỏ lẻ với khoảng vài quả tên lửa mỗi đợt, làm dấy lên đồn đoán về khả năng Hezbollah có thể đã bị cạn nguồn tên lửa hoặc gặp khó khăn trong việc tổ chức các cuộc tấn công quy mô lớn chống Israel. Trước cuộc tập kích trưa nay, Hezbollah triển khai nhiều đợt máy bay không người lái UAV tấn công một số vị trí khác nhau ở Israel. Hầu hết số UAV của Hezbollah bị lưới phòng không Israel vô hiệu hóa. Tuy nhiên, một chiếc UAV đã xuyên thủng lưới phòng không Israel và đánh trúng nhà riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở khu vực thành phố biển Caesarea. Tại thời điểm vụ tấn công xảy ra, Thủ tướng Netanyahu và phu nhân là bà Sarah không có mặt ở nhà. Vụ việc đã được Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận. Còn tại Liban, Bộ Y tế nước này thông báo có 2 người thiệt mạng trong cuộc không kích hồi sáng nay của không quân Israel vào khu vực Junie ở phía bắc thủ đô Beirut. Đây là lần đầu tiên mạn bắc thủ đô Beirut bị tấn công kể từ khi Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn vào Liban sáng sớm ngày 23 tháng 9. Trước đó, không quân Israel chủ yếu dồn hỏa lực đánh phá ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, khu vực được coi là đại bản doanh của lực lượng Hezbollah ở Liban. Việc điều thêm quân và gia tăng các cuộc tấn công tại miền bắc Gaza diễn ra một ngày sau khi Israel tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Xe tăng Israel đã tiến đến trung tâm trại tị nạn Jabalia với sự yểm trợ của hỏa lực từ trên không sau khi đã càn quét qua các vùng ngoại ô và khu dân cư. Quân đội Israel tuyên bố lực lượng của họ, những người đã hoạt động tại miền bắc Gaza trong 2 tuần qua nhằm ngăn chặn các chiến binh Hamas có thể tập hợp lại, đã tiêu diệt hàng chục chiến binh và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quân sự. Trong khi đó, người dân tại miền bắc Gaza cho biết quân đội Israel đã phá hủy hàng chục ngôi nhà mỗi ngày bằng các cuộc không kích hoặc đặt bom rồi kích nổ từ xa, đồng thời phong tỏa các khu vực Jabalia, Beit Hanun và Beit Lahia. Cuộc xung đột tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu khi cả hai bên đều đưa ra tuyên bố cứng rắn sau khi thủ lĩnh Hamas thiệt mạng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đây không phải là hồi kết của cuộc chiến tại Gaza và Israel sẽ tiếp tục cho đến khi các con tin được trả tự do. Còn phía Hamas tuyên bố lực lượng này sẽ không thả các con tin cho đến khi cuộc chiến ở Gaza kết thúc và sức kháng cự của họ sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Cũng trong hôm qua, truyền thông khu vực đưa tin Hamas đã lựa chọn ông Khalid Masan làm thủ lĩnh mới của lực lượng này. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF Trung tướng Hezi Halevi khẳng định các cuộc tấn công tăng cường của IDF vào Liban thời gian qua đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 1.500 thành viên Hezbollah, trong đó có nhiều thủ lĩnh và chỉ huy cấp cao. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều tay súng của nhóm vũ trang đối địch hạ vũ khí đầu hàng. Người đứng đầu IDF nhấn mạnh Hezbollah đang tiếp tục bị bóp nghẹt ngày một thê thảm hơn. Tuyên bố của tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tấn công tổng lực mang mật danh mũi tên phương Bắc của IDF vào Liban đã kéo dài gần một tháng, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và buộc khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Đặc biệt, tại mặt trận phía nam Liban, IDF bị cáo buộc nhiều lần nổ súng tấn công trực diện vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNIFIL, khiến nhiều binh sĩ bị thương. Trước thực tế này, nhiều quốc gia châu Âu và thế giới kêu gọi gây áp lực tối đa lên Israel, buộc nước này phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Mới nhất, tuyên bố trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Liban Najib Mikati ở thủ đô Beirut chiều qua, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni một lần nữa khẳng định hành động tấn công của Israel nhằm vào UNIFIL là không thể chấp nhận được. Bà Meloni kêu gọi tăng cường sức mạnh cho phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh rằng đây là biện pháp duy nhất để đảo ngược tình thế hiện nay. Trong khi đó, ngày 17 tháng 10, quân đội Israel tiếp tục không kích vào một loạt địa điểm ở Liban, trong đó đã phát cảnh báo sơ tán và sau đó không kích vào một tòa nhà ở gần thành phố ven biển Tyre ở miền Nam, kêu gọi người dân rời khỏi một số khu vực khác mà Israel cho là thành trì của phong trào Hezbollah ở tỉnh Bekaa ở miền Đông. Tỉnh này và thành phố Tyre ở miền Nam là hai nơi thường xuyên bị máy bay chiến đấu của Israel tấn công. Số người chết do các cuộc không kích của Israel ở Liban kể từ khi nổ ra đợt xung đột mới nhất giữa Hezbollah và Israel vào ngày 8 tháng 10 năm 2023 đã lên tới 2.367 người. Trong khi đó, số người bị thương đã lên tới 11.088 người.
Cũng vào thứ Tư, phong trào Hezbollah tuyên bố rằng họ đã phóng tên lửa về phía Israel, nhắm vào các vị trí pháo binh của Israel, xe tăng Merkava và các mục tiêu khác. Hezbollah cũng tuyên bố rằng các chiến binh của họ đã giao tranh cận chiến với lực lượng Israel, gây ra thương vong cho quân đội Israel. Ngày 16 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về những nỗ lực tăng cường hỗ trợ an ninh cho Kiev thông qua một gói viện trợ quân sự mới trị giá 425 triệu đô. Theo thông báo của Nhà Trắng, gói viện trợ bao gồm các thiết bị phòng không, xe bọc thép, cũng như các loại đạn dược quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Ukraine. Cụ thể, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hàng trăm tên lửa phòng không, pháo binh, hàng trăm xe bọc thép chở quân và hàng nghìn xe bọc thép bổ sung trong những tháng tới. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky, ông Biden cũng thông báo về những nỗ lực tăng cường hỗ trợ Ukraine trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống của ông Biden. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cũng cập nhật cho Tổng thống Biden về kế hoạch giải quyết xung đột. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ thị cho các nhóm đàm phán của hai nước tham vấn sâu hơn về những bước tiếp theo. Dự kiến vào tháng 11, Tổng thống Biden sẽ có cuộc họp trực tuyến với các đồng minh của Ukraine nhằm đẩy mạnh hỗ trợ cho quốc gia Đông Âu này. Kể từ khi xung đột bùng phát, Mỹ đã cung cấp khoảng 175 tỷ đô viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine. Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte tuyên bố các quốc gia thành viên NATO đang tiếp tục thực hiện cam kết viện trợ quân sự 40 tỷ euro, tương đương 43,53 tỷ đô cho Ukraine trong năm nay. Phát biểu trước báo giới, ông Rutte cho biết đến nay, các quốc gia thành viên NATO đã triển khai được một nửa số tiền viện trợ cam kết trước đó. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2024, các đồng minh NATO đã cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 20,9 tỷ euro, tương đương với 22,7 tỷ đô cho Ukraine, đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết viện trợ trong thời gian còn lại của năm. Tổng thư ký cũng cho biết, NATO đang thảo luận với các đồng minh về kế hoạch chiến thắng của Ukraine và Kiev đang gần với NATO hơn bao giờ hết. Theo ông Rutte, có rất nhiều điểm trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà NATO sẽ phải nghiên cứu sâu hơn, hiểu rõ những gì đằng sau nó, nhưng việc này sẽ diễn ra sau cánh cửa đóng kín và với các đồng minh. Không bình luận về mọi yếu tố trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine, nhưng ông Rutte cho rằng, rõ ràng đây là một tín hiệu mạnh mẽ từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đội ngũ của ông Zelensky. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký NATO, điều đó không có nghĩa là ông có thể nói rằng ông ủng hộ hoàn toàn kế hoạch vì còn nhiều vấn đề cần phải hiểu rõ hơn và có thể sẽ có một số quan điểm khác nhau về các khía cạnh cụ thể của kế hoạch. Nhưng ông Rutte cũng nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là NATO không hoàn toàn ủng hộ Ukraine trong việc đảm bảo rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin không đạt được mục đích của mình và rằng Kiev sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này với Moscow. Ông Rutte cho biết thêm, NATO đã và đang thảo luận với các đồng minh, đồng thời sẽ đưa kế hoạch chiến thắng của Ukraine lên bàn cuộc họp giữa Ukraine và NATO vào tối 17 tháng 10 với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng. Theo ông Rutte, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, các đồng minh đã đồng ý rằng con đường gia nhập NATO của Ukraine là không thể đảo ngược và Ukraine đang gần NATO hơn bao giờ hết. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày bản kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội Ukraine. Bản kế hoạch gồm 5 điểm chính thức và 3 điểm bí mật chỉ được chia sẻ với một số đối tác nhất định. Cốt lõi trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky là mong muốn của Ukraine có được lời mời gia nhập NATO, tạo tiền đề cho tư cách thành viên đầy đủ của NATO. Kế hoạch cũng nêu rõ các điều khoản nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, thực hiện gói răn đe chiến lược phi hạt nhân và phát triển nền kinh tế đất nước. Tổng thống Ukraine lần đầu tiên trình bày kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 9. Chính quyền ông Biden đã ra lệnh tăng cường hỗ trợ bổ sung cho Ukraine trong chuyến thăm đó và công bố gói viện trợ 375 triệu đô, nhưng không đáp ứng yêu cầu của Kiev về việc cho phép tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga. Bình luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine, ngày 16 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, một kế hoạch hòa bình thực sự sẽ yêu cầu Kiev phải tỉnh táo và nhận ra sự vô ích của chính sách mà họ đang theo đuổi. Trong khi đó, chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran đã cảnh báo Israel về việc tấn công Iran để trả đũa cho việc Iran phóng loạt tên lửa vào Israel hôm 1 tháng 10. Lubnan, shayad, tasavvur konid, tadha,
Các người nghĩ rằng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD có thể bù đắp cho những yếu kém trong hệ thống tự vệ của các người. Đây là một sai lầm. Đừng có tin vào các ống phóng này. Không thể nào thảm sát các quốc gia Hồi giáo mà vẫn an toàn, an ninh và sống trong hòa bình. Không, làm gì có chuyện như vậy. Hãy cẩn thận để không mắc sai lầm lần nữa. Nếu các người làm vậy và nhắm vào chúng tôi theo bất kỳ cách nào, dù là ở trong khu vực hay ở Iran, chúng tôi sẽ lại tấn công các người một cách đau đớn. Ông Hossein Salami nói như vậy tại sự kiện kết thúc lễ tang chuẩn tướng Abbas Niforosan của lực lượng Hezbollah tổ chức tại tỉnh Isfahan, nơi Niforosan sẽ được chôn cất. Viên tướng này đã ở cùng thủ lĩnh Hezbollah Saad Hassan Nasrallah trong bong ke của ông khi bong ke này bị bom của Israel đánh trúng vào đầu tháng này và cũng đã thiệt mạng. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đích thân ra lệnh bắn khoảng 200 tên lửa vào Israel vào ngày 1 tháng 10 để trả đũa cho cái chết của Nasrallah và Niforosan, lực lượng vệ binh cách mạng cho biết trong một tuyên bố. 16 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu góp quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, đã nhất trí tăng cường sức ép với Israel để tránh các sự cố tiếp theo liên quan đến nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của lực lượng này. Quyết định được đưa ra sau một cuộc họp trực tuyến do Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto và người đồng cấp Pháp Sébastien Lecornu chủ trì. Trong bối cảnh các cuộc đụng độ leo thang giữa lực lượng phòng vệ Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban. Cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của các quốc gia chủ chốt trong EU, trong đó có Italy, Pháp và Đức. Các quốc gia này cùng nhau lên án các cuộc tấn công vào các căn cứ của UNIFIL và kêu gọi Israel thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo không xảy ra thêm các sự cố như vậy. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, các hoạt động của UNIFIL đã 20 lần chịu ảnh hưởng của các cuộc tấn công kể từ khi Israel thông báo triển khai chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban. Trong đó, 5 nhân viên của lực lượng này đã bị thương và cổng của một căn cứ của UNIFIL đã bị húc mà Liên Hợp Quốc cho rằng do xe tăng của quân đội Israel đâm vào có chủ ý. Trong 2 tuần qua, Israel liên tiếp kêu gọi UNIFIL di chuyển 5 km khỏi đường xanh vì sự an toàn của lực lượng này. Theo quy định trong nghị quyết 1701, Liên Hợp Quốc hình thành một bản đồ ngăn cách Liban với Israel và cao nguyên Golan bằng đường xanh. Ngày 13 tháng 10, trong một thông điệp gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Liên Hợp Quốc cần rút nhân viên gìn giữ hòa bình khỏi miền nam Liban, cho rằng Hezbollah đang sử dụng lực lượng này làm lá chắn sống. Tuy nhiên, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã từ chối rời khỏi các vị trí nhiệm vụ ở Liban. Giới chức Israel tối qua 17 tháng 10 chính thức tuyên bố thủ lĩnh lực lượng Hamas Yahya Sinwar đã thiệt mạng, đồng thời kêu gọi các chiến binh Hamas đầu hàng và trả tự do cho các con tin. Bá Thi, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Trong tuyên bố chính thức đầu tiên sau khi quân đội Israel xác nhận thủ lĩnh mới của phong trào Hamas, ông Yahya Sinwar đã bị hạ sát trong một cuộc tấn công ở phía nam dải Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Hamas sẽ không bao giờ còn có thể nắm quyền ở Gaza. Ông Netanyahu đồng thời kêu gọi các chiến binh Hamas buông vũ khí và trả tự do cho các con tin để được bảo toàn tính mạng. To the people of Gaza, I have a simple message. Tôi có một thông điệp đơn giản gửi đến những người dân Gaza. Cuộc chiến này có thể kết thúc vào ngày mai. Nó có thể kết thúc nếu Hamas hạ vũ khí và trả lại con tin cho chúng tôi. Hamas đang giam giữ 101 con tin ở Gaza, là công dân của 23 quốc gia, công dân của Israel, nhưng cũng là công dân của nhiều quốc gia khác. Israel cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đưa tất cả họ về nhà. Nhưng đối với những kẻ muốn làm hại con tin của chúng tôi có một thông điệp khác. Israel sẽ truy lùng và đưa các người ra trước công lý. Trước đó, ngay sau khi lực lượng phòng vệ Israel công bố thông tin cùng bằng chứng về cái chết của thủ lĩnh Hamas, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng kêu gọi các tay súng Hamas lập tức buông vũ khí đầu hàng và trả tự do cho các con tin. Theo lực lượng phòng vệ Israel, ông Sinwar bị hạ sát trong một cuộc tấn công của các binh sĩ Israel và một nhóm các tay súng tình nghi ở bên trong thành phố Rafah phía nam dải Gaza. IDF khẳng định lực lượng này không hề biết trước mục tiêu bị tấn công là thủ lĩnh Hamas. Trước khi bị hạ sát, ông Sinwar đã chống trả quyết liệt, ném ít nhất 2 quả lựu đạn về phía các binh sĩ và xe tăng Israel. Yehi Sinwar đã ẩn náu tại nơi lực lượng chúng tôi tấn công trong một thời gian dài. Chúng tôi không biết ông ta ở đó,
nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm tiếp tục hành động. Lực lượng của chúng tôi đã xác định được 3 tên khủng bố đang chạy trốn từ nhà này sang nhà khác. Lực lượng có mặt trong khu vực đã tấn công và những tên khủng bố đã tách ra. Yahi Sinwar đã chạy riêng một hướng. Cho đến sáng sớm nay, phong trào Hamas chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc. Tuy nhiên, theo truyền thông khu vực, một số nguồn tin gần gũi với nhóm vũ trang Palestine nhận định nhiều khả năng thủ lĩnh Yahya Sinwar đã bị hạ sát đúng như thông tin do phía Israel công bố. Ông Yahya Sinwar được cho là người đứng đầu kế hoạch tấn công của Hamas vào miền nam Israel sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến 1.200 người chết và 252 người bị bắt làm con tin. Sự kiện làm bùng phát cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn một năm qua tại dải Gaza và giờ đây đang lan rộng sang cả Liban. Nhân vật theo đường lối cứng rắn này trở thành thủ lĩnh mới của Hamas sau khi ông Ismail Haniyeh bị hạ sát trong một cuộc tấn công cũng được cho là do Israel tiến hành ở thủ đô Tehran của Iran hôm 31 tháng 7. Nhiều quốc gia phương Tây đã lên tiếng chúc mừng Israel về cái chết của tân thủ lĩnh Hamas, trong khi một số nhà phân tích khu vực nhận định nhóm vũ trang Palestine có thể gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành và lãnh đạo cuộc chiến tại Gaza, ít nhất là trong giai đoạn trước mắt. Sau khi Israel xác nhận lãnh đạo Hamas Yahi Sinwar đã thiệt mạng, Tổng thống Biden cho rằng đây là tín hiệu tích cực, có thể mở ra chương mới cho người Israel và Palestine. Tổng thống Joe Biden cho biết việc Yahi Sinwar bị tiêu diệt là một ngày tốt lành cho Israel, Mỹ và thế giới. Nhắc lại rằng hàng chục người Mỹ đã thiệt mạng hoặc bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công do tên này lên kế hoạch. Ông Biden so sánh ngày này với ngày tiêu diệt Osama Bin Laden vào năm 2011, nhấn mạnh rằng cái chết của Yahi Sinwar là cơ hội để chấm dứt cuộc chiến tại Gaza và mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho cả người Israel và người Palestine.